À, hôm nay chúng ta sẽ học bài tiêu chảy với lại bài thiếu máu và tiêu chảy cấp ở trẻ em. Thì như vậy chúng ta thấy là gì? Khi nào được gọi là tiêu chảy? Và như vậy thì khi nào được gọi là tiêu chảy? Đó là khi mà cái tình trạng đi phân lỏng các bạn, tình trạng đó là đi phân lỏng lớn hơn hoặc bằng 3 lần trên một ngày thì được gọi là tiêu chảy. Thì nó có hai loại là thì tiêu chảy mãn tính là gì? Đó là nó có tình trạng tiêu chảy nó kéo dài hơn 2 tuần được gọi là mãn tính. Thế thì theo các bạn thì các bạn nghĩ rằng là tụi em đã học cái môn nào mà từng nói đến trường hợp là bệnh nhân bị tiêu chảy mãn tính hay chưa? Theo Dạ em em. thì, tiêu chảy mãn tính nó gặp trong những tình huống nào? Bị liệt ruột không, bị liệt ruột là họ không có tiêu chảy đâu em. Bị bệnh gì, bị bệnh gì mà bệnh nhân họ sẽ tiêu chảy mãn tính? Tiêu chảy mãn tính là đi tiêu chảy lần lớn hơn hai tuần á. Rồi như vậy chúng ta thấy là gì? Chúng ta sẽ gặp trong trường hợp bệnh nhân khi nào họ sẽ bị tiêu chảy mãn tính, đó là gì các bạn? Đó là bệnh nhân họ bị HIV, họ bị suy giảm miễn dịch các bạn, họ bị suy giảm miễn dịch. À, ví dụ như là họ bị HIV các bạn được không ạ? Thì lúc đó họ sẽ có cái tình trạng mà tiêu chảy lớn hơn 2 tuần, mặc dù là chúng ta có cho bệnh nhân họ sử dụng thuốc các bạn, có cho bệnh nhân họ sử dụng thuốc nhưng mà nó không đáp ứng với thuốc, tại vì lúc đó là cái tình trạng suy giảm miễn dịch nó đã diễn ra rồi được không ạ? Rồi tiếp theo là gì ạ? À, chúng ta thấy là nguyên nhân gây bệnh, nguyên nhân gây bệnh ở em bé các bạn, ở em bé thường chủ yếu là virus được không ạ? Và chúng ta phải xác định một điều như thế này, hiện tại bây giờ chưa, thuốc kháng sinh không diệt trừ được virus, nhớ giùm tôi ha, kháng sinh không diệt trừ được virus nha các bạn, chỉ diệt trừ được vi khuẩn chứ virus chúng ta diệt không được. Ví dụ như các bạn thấy nè, Covid-19 nè, nó là virus, hiện tại bây giờ chưa có thuốc trị được không? Rồi ví dụ như là gì các bạn, bị sốt xuất huyết các bạn là do cái con virus đanh đó các bạn, hiện tại bây giờ cũng chưa có thuốc điều trị, chúng ta chỉ điều trị triệu chứng chứ chúng ta không có thuốc điều trị. Rồi hoặc ví dụ như các bạn thấy là gì, trong những trường hợp mà bệnh nhân bị sốt virus đó các bạn, sốt cho virus đó, thì cũng là gì, chúng ta cũng điều trị triệu chứng chứ chúng ta cũng chưa có thuốc diệt nó được không ạ? Còn ví dụ trên hình ảnh của các bạn đây là gì, virus rota nó cũng chưa có thuốc điều trị được không ạ? Chúng ta chỉ có thuốc đi, chúng ta chỉ có thuốc là điều trị triệu chứng thôi. Ví dụ đứa trẻ tiêu chảy thì sử dụng gì, sử dụng cái thuốc điều trị tiêu chảy được không ạ? Rồi sử dụng men tiêu hóa, sử dụng kẽm vân vân, và chúng ta đang điều trị trên triệu chứng chứ chúng ta chưa có thuốc diệt nó. Thì nhưng mặc dù là chúng ta chưa có thuốc tiêu diệt nó nhưng mà chúng ta có vaccine, đó là vaccine phòng ngừa các bạn. Thì ngày xưa thì cái năm mà 2008 các bạn, tầm 2008 lúc đó là tôi đi thực tập tại bệnh viện Nhi đồng 1 các bạn. Thì lúc đó là chưa có cái vụ mà bà mẹ cho trẻ uống ngừa rotavirus đâu các bạn, được không ạ? Mà lúc đó là tôi nói các bạn rất nhiều trẻ em bị tiêu chảy do rotavirus, bắt đầu là xảy ra tình huống đây là gì, những đứa trẻ nó bị tiêu chảy thôi các bạn mà nó dẫn tới là nó viêm não, viêm màng não do rotavirus, được không ạ? Các bạn thấy nguy hiểm không? Cực kỳ nguy hiểm được không ạ? Cực kỳ nguy hiểm các bạn. Thì những bà mẹ nói rằng là lúc mà nó cái số ca mà bị cái số ca viêm não màng não tăng cao lên các bạn, thì người ta sẽ rút dịch não tủy ra họ xét nghiệm, thì họ thấy là do rotavirus nhiều quá nên bắt đầu sau này các bạn thấy không ạ? Hiện tại bây giờ là cái virus rota là chúng ta thấy là cho em bé uống hết, mặc dù là chúng ta trả tiền, mặc dù chúng ta phải trả tiền nha các bạn, chứ chưa nằm trong cái chương trình phổ độc, chưa nằm trong cái chương trình tiêm chủng quốc gia. À, chúng ta vẫn đang phải trả tiền, một liều như vậy nó là khoảng hơn 800.000 các bạn, hơn 800.000 một liều, và nó sẽ sử dụng qua đường uống được không ạ? Cho em bé là chúng ta thấy là em bé tầm khoảng 2 tháng các bạn, ha, 3 tháng chúng ta sẽ cho trẻ đi uống được. Thì như vậy trong cái tình huống mà uống như vậy thì nó sẽ xảy ra cái những tình huống như sau, đó là các bạn sống là phải có tâm một tí xíu được không ha. À, tại sao tôi nói từ này, tại vì khi mà các bạn cho trẻ em uống á thì các bạn biết rồi, nó uống sữa mẹ không à, mà nếu nó không uống sữa mẹ đi chăng nữa thì nó uống sữa ngoài, nó uống sữa ngoài thì cũng là gì các bạn, cái thức ăn nó quen rồi. Còn cái rotavirus này các bạn thấy là gì ạ? Nó là một loại thức ăn lạ, như vậy nó có khả năng nó sẽ gây ói, được không ạ? Nó sẽ khả năng gây nôn ói cho em bé. Như vậy thì chúng ta cũng học, chúng ta cũng biết rồi, dạ dày em bé nằm ngang nữa, em bé dễ bị ói nữa. Như vậy thì trước khi mà chúng ta cho trẻ uống virus rota thì chúng ta phải dặn cái gì ạ? Dặn bà mẹ đừng có cho bú. Mẹ em bé tới nơi lạ nào cái gì, nó thường hay nó đến nơi lạ thường hay khóc, mà đã khóc thì bà mẹ bắt đầu lại cho bú, được không ạ? Nên chúng ta phải dặn bà mẹ bây giờ chuẩn bị uống rota nè, chị đừng cho con chịu bú. Còn nếu không lát hồi nó ói là em không chịu trách nhiệm. Các bạn phải nói trước với họ như vậy, hù như vậy để cho họ sợ. Dạ, thì khi mà không cho bú như vậy, các bạn bắt đầu khi mà vô phòng đúng không, các bạn sẽ cho nó uống rota và chúng ta sẽ cắt cái đầu đi, vặn cái đầu đi, bắt đầu chúng ta sẽ để sát miệng nó này các bạn, để sát cái miệng, mấy cái mép miệng đó nè, bắt đầu chúng ta sẽ xịt từ từ
xịt một từ từ rồi đợi cái nó nuốt, xịt tiếp. Một cái ống như vậy chúng ta xịt tới 4 5 lần các bạn. Như vậy nó sẽ hạn chế được cái tình trạng nôn ói của em bé. Ngày trước khi mà tôi cho con, tôi dẫn con tôi đến trung tâm sức khỏe bà mẹ và trẻ em uống đó các bạn. Trời, tôi thấy tôi nói các bạn nha. Tôi thấy có cái chị đó các bạn cũng biết nữa, hồi sinh điều dưỡng nữa. Em bé mà hả, ẩm luôn cái nguyên cái ống bạn xịt, bác sĩ một cái bọc một phát. Nguyên một cái ống vậy thì chẳng hạn như mình là trẻ lớn hoặc là người lớn thì mình sẽ bình thường mình uống được, còn em bé nó mới có 2-3 tháng, mới có 3 tháng các bạn, làm sao mà nó uống được liền. Bắt đầu các bạn biết không, ói ra sẽ luôn. Rồi mà ói ra sẽ các bạn. Như vậy chúng ta thấy là gì? Bà mẹ bạn sẽ mất trước mắt bây giờ là gì? Sẽ sót con. Chưa kể các bạn thấy ói ngay giữa đó là gì? Từ đồ cả mẹ và con đều đồ ói không? Các bạn thấy ác không? Rồi tiếp theo là gì các bạn? Bà mẹ mất 800 mấy. Được chưa ha? Rồi con người ta ói người ta cũng khó chịu nữa. Nên là khi sau này ví dụ như lớp mình là những bạn nào mà ra trường các bạn đi làm á, mà có làm ở, các bạn làm ở cái khâu này nè, thì chúng ta cố gắng nhớ giùm tôi điều này ha, đừng để xảy ra cái tình huống mà để cho trẻ nó ói rất là tội nghiệp em bé các bạn ha. Còn bây giờ tất cả các bà mẹ các bạn, tất cả các bà mẹ thì vì nó trả tiền tới 800 mấy các bạn, nên nhiều bà mẹ là sẽ không có cho con uống, thì chúng ta cũng cố gắng nói họ thì giờ chị cố gắng bỏ 800 mấy đi cho trẻ nó uống. Mà chúng ta phải giải thích như thế này nè, cái này nó chỉ ngừa được cái chủng gì đó là rotavirus thôi, chứ không có nghĩa là uống cái thuốc này vô là con chị không bị tiêu chảy. Có nhiều bà mẹ sau khi cho con uống rồi bắt đầu lên bắt thừa đổ thừa, đó là gì? Ủa lý do tại sao tôi bỏ tiền ra tôi cho con tôi uống rồi về con tôi vẫn bị tiêu chảy? Cái thuốc này đâu phải là thuốc ngừa tiêu chảy các bạn, không phải, mà thuốc này là thuốc ngừa để khi đứa trẻ nó bị tiêu chảy là nó không bị nhiễm cái chủng vậy các bạn, rotavirus. Hoặc là khi có cái đó vô thì nó cũng gì, người ta không gây bệnh và nó hạn chế là gì các bạn, sợ nhất là gây lên viêm não và màng não. Chà, chúng ta phải nói như vậy để bà mẹ họ hiểu được cho các bạn. Ngoài cái virus ra thì chúng ta thấy là gì, đó là chúng ta thấy là có rất nhiều chủng nó bị, ví dụ như là các bạn thấy là do vi khuẩn các bạn, do vi khuẩn, ví dụ như cho hình ảnh của tụi em thấy nè, do vi khuẩn, vi khuẩn là cái từ bacteria đó các bạn. Thì như vậy chúng ta thấy có rất nhiều nhiều con, những cái con vi ký sinh trùng hoặc là vi khuẩn hoặc là virus rất là nhiều. Ví dụ như các bạn thấy Salmonella này, nghe rất là quen đúng không ạ? Salmonella, khi các bạn học diễn các bạn có thấy ha, gây ra bệnh thương hàn nè các bạn. Salmonella nè, E. coli nè, trời nghe quá quen thuộc luôn những con này ha. Hoặc là Shigella được không ạ? Nghe rất là quen thuộc. Rồi ví dụ như là rotavirus này các bạn, hoặc là cái norovirus nè, hoặc là do chẳng hạn như nhiễm những cái con, ví dụ như là những cái con mà ký sinh trùng trùng roi này nọ các bạn, và trong các đồ ăn rau sống này nọ chúng ta hay bị á. Chà, thành ra là chúng ta thấy lý do tại sao em bé chúng ta thường là cho ăn chín uống sôi các bạn. Nhưng mà em bé ở đây trong chương trình nhi là chúng ta học từ bao nhiêu tuổi? Không cho tới 16 tuổi được không ha? Thì các bạn thấy là gì, nhi bây giờ là từ 0 cho tới 16 tuổi, thì chúng ta thấy 16 tuổi nó lớn đùng được gì nữa. Nên thì lý do tại sao người ta nói là hiện tại bây giờ họ đang khuyến cáo là mở khoa sản tại bệnh viện nhi là vậy đó các bạn. Tại vì em bé bây giờ nó dậy thì khá là sớm được không ha? Nên có rất nhiều tình trạng là gì, trẻ em phá thai ở lứa tuổi các bạn, ở lứa tuổi dưới 16 á, dưới 16 tuổi phá thai quá trời các bạn, mà tỷ lệ Việt Nam mà lại khá cao nó ghê chứ được không ha? Nên là lớp mình bây giờ thì đủ tuổi rồi ha, không nói nữa. Nhưng mà ví dụ như sau này trường hợp các bạn có em, các bạn ở nhà nè, là các bạn có con gái nè, hoặc là các bạn có chị em gì đó được không ha? Thì chúng ta hãy nên giáo dục, chúng ta hãy nên giáo dục đặt cả nam lẫn nữ các bạn, mình không phân biệt ở đây được không ha? Mình giáo dục cái gì, cách làm sao để cho nó mang bầu được không? Mình phải giáo dục cho nó biết là lý do tại sao mang bầu, cách phòng ngừa là cái gì được không ha? Cách phòng ngừa là cái gì, rồi nếu trong trường hợp có bầu thì sẽ như thế nào. Và theo như riêng quan điểm của cô, hay chắc lẽ nhiều khi tôi cũng thoáng quá các bạn, tôi cũng thoáng quá thì gọi là nói chung là mình đừng nên là cái gì các bạn, gọi là cổ hủ quá. Tại vì sao mình cổ hủ, như đâu có nghĩa là con mình nó cổ hủ hoặc là em mình nó cổ hủ được không ha? Như vậy nhiều khi có những xảy ra tình huống là gì các bạn, chẳng hạn như là em của mình hoặc là con của mình nó có bầu khi mà nó mới có khoảng 14-15 tuổi. Nếu mà nhiều khi các bạn biết không, mình khó tính quá các bạn, mình khó tính quá về vấn đề đó, bắt đầu là gì, đã xảy ra rất là nhiều tình huống như vậy rồi các bạn. Có bầu đó tự đi xử lý, xảy ra rất là nhiều tình huống các bạn, thấy vô sinh đó được không ạ? Tại vì tính nữa các bạn, đi phá thai đó bắt đầu là xảy ra những cái tình huống mà đáng tiếc các bạn được không ạ? Nên là mình phải dạy cho những đứa trẻ, cho những đứa trẻ dưới 16 tuổi các bạn là cách phòng ngừa nó như thế nào, và nếu như mà có thì phải bình tĩnh cách xử trí là làm sao được không ạ? Với lại nhiều khi nói chung là tùy quan điểm của mỗi người đó các bạn. Nếu như trong trường hợp nó phát hiện sớm đi, nó phát hiện sớm các bạn dưới 8 tuần thì nó phá thai được, như vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của nó
được không ha? Chứ đâu phải trường hợp nào phá thai cũng vô sinh đâu em. Em phát hiện sớm em uống thuốc ở đâu làm gì đâu vô sinh, được không à? Nên là mình phát hiện sớm thì vẫn đi phá thai thôi, rồi sau đó nó vẫn đi học được các bạn, nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, được không à? Chứ còn mà để thai lớn không uy tín như cô nói là tay nghề chưa cao hả cô? Không uy tín là sao ta? À không phải em, có nghĩa là không phải là tay nghề chưa cao đâu em, mà em biết sao như thế này nè, tại các phòng khám mà phòng khám không có uy tín ở đây không chưa chắc là tay nghề không cao, mà em biết sao, nó nhiễm trùng rất là nhiều cái nữa các bạn. Thứ nhất có thể là do tay nghề bác sĩ chưa cao, có thể là có những trường hợp các bạn biết không, bác sĩ không phải chuyên ngành, bác sĩ không phải chuyên ngành nhưng mà vẫn tham gia phá thai thì nó cũng xảy ra tình huống như vậy, hoặc có những xảy ra tình huống các bạn biết không rất thường hay bị đó là các bạn biết không, dụng cụ không vô trùng là nguy cơ dẫn tới cái khả năng phá thai, cái khả năng vô sinh rất là cao các bạn. Cái dụng cụ nó không có vô trùng, tại ngày xưa tôi cũng làm phòng khám nữa các bạn, nhưng mà tôi làm phòng khám lớn, phòng khám đó là gì, nói chung là dụng cụ nó khá là ok, nhưng mà tôi nói các bạn như thế này nè, đặc trưng khi sau này em ra trường em sẽ thấy phòng khám thì nhiều khi cái sự kiểm tra nó không có kỹ, nên là tùy tâm người làm thôi. Chẳng hạn như tôi làm nè các bạn, tôi làm mà lúc đó khi mà vừa ra trường chưa có bằng các bạn thì đi làm thêm phòng khám á, thì lúc đó tại vì phân chia điều dưỡng ở trong đó mà các bạn, phân chia điều dưỡng là bắt đầu để gói hấp dụng cụ á, được không à? Thì tôi thật không 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 phải nổi nha các bạn, tôi là người làm kỹ nhất, được không à? Cô là người làm kỹ nhất các bạn, là hả, rửa dụng cụ sạch sẽ này, ngâm theo đúng quy trình nè, có nghĩa là phòng khám họ bắt làm, nhưng mà tôi nói các bạn là đâu ai giám sát hết được đâu, không có người giám sát. Còn như em ở bệnh viện, em ở bệnh viện là em có riêng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn không nói, còn đây là các bạn biết không, điều dưỡng mình là kiêm hết nhiệm vụ luôn. Chẳng hạn như các bạn là tôi là ngồi trước quầy cũng làm luôn, thay phiên nhau các bạn, ngày hôm nay tôi ngồi trước quầy, ngày hôm sau tôi vô phòng cấp cứu tôi ngồi, phòng hôm sau nữa tôi vô phòng siêu âm tôi ngồi, hôm sau nữa tôi vô tôi phụ khoa sản, hôm sau nữa tôi vô phụ tai mũi họng, rồi gì các bạn, nhiệm vụ của tôi là hàng ngày, ví dụ như ca sáng ở đó là có ca sáng với lại ca chiều với ca tối, được không à? Thì hả, đứa nào mà làm trúng ca chiều là phải có nhiệm vụ là rửa dụng cụ, được chưa? Mà tôi để ý thấy tôi là người gói dụng cụ kỹ nhất các bạn, tôi rửa theo đúng quy trình, là sau đó tôi bỏ vô cái máy hấp tôi đàng hoàng á. Còn có nhiều người nói các bạn là hấp không kỹ á, và khi mà tôi phụ những ca phá thai này các bạn, tôi thấy cũng vậy á, tùy theo bác sĩ, có những bác sĩ rất là kỹ nha các bạn, có những bác sĩ không hề kỹ, được không à? Mặc dù họ rất có nhiều kinh nghiệm nhưng họ không có kỹ các bạn, kỹ trong cái thủ thuật mà vô trùng á, thì như vậy nó sẽ có khả năng gây nhiễm trùng, mà nó sẽ gây gì, nó sẽ gây vô sinh, được không à? Chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Như vậy tốt hơn hết là gì các bạn, tốt hơn hết đó là chúng ta sẽ giáo dục, tiếp theo đó là gì, phát hiện có thai sớm. Phát hiện có thai sớm thì cũng đừng nên là phá thai tại gọi là không phải cơ sở y tế các bạn, được không ạ? Tự lên mạng tìm hiểu thuốc này nọ không nên các bạn, được không ạ? Không nhất thiết em phải vô tới bệnh viện, em vô trạm y tế cũng được, em vô trạm y tế cũng được các bạn. Trạm y tế nó, cái trạm y tế nó có một số trạm y tế nó sẽ có chuyên khoa sản, được không ạ? Nó sẽ có chuyên khoa sản các bạn, nó sẽ có máy siêu âm, nó sẽ có máy siêu âm các bạn, được không ạ? À? Như vậy sao, nó sẽ khi cho em uống thuốc xong nó sẽ hẹn em lại siêu âm, nó sẽ kiểm tra. Tại vì có nhiều người rất là mạnh các bạn, uống thuốc mà nó không trôi ra, bắt buộc lúc đó chúng ta phải sử dụng cái phương pháp ngoại khoa, được không ạ? À? Và giống như cô nói tụi em á, mình hãy thay đổi tư tưởng đi các bạn, thay đổi tư tưởng đi ha. Thì những tình huống như vậy nếu mà ha lớn rồi á, ví dụ chẳng hạn như các bạn bây giờ nè, qua 18 tuổi rồi, các bạn học thêm ngành y nữa. À, các bạn ăn chơi thì các bạn có thể tự giải quyết được hậu quả thì tự giải quyết, được không à? Không 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 nhất thiết phải phiền tới ba mẹ. Nhưng mà nếu trong trường hợp những đứa bé các bạn, những đứa bé ha, nó dưới 16 tuổi thì tốt hơn hết là nó phải liên hệ với cha mẹ của nó, được không à? Còn nếu mà sợ quá thì phải vô bệnh viện nha, chứ đừng vô mấy cái phòng khám nha các bạn. Phòng khám thì phải vô phòng khám nào uy tín ha, vô mấy phòng khám chui là hơi mệt đó, gọi là số hên xui đó các bạn. Ở những nguyên nhân ví dụ trên đây các bạn ha, do virus nè, do vi trùng nè ha, hoặc do nhiễm ký sinh trùng, hoặc là do nhiễm giun sán. Giun sán thì chúng ta rất là gặp rất là nhiều, đặc biệt là trong trường hợp là em bé ở tuổi mẫu giáo. Tại vì chúng ta biết rồi, giun kim á, giun kim thì nó thường có đặc trưng đây là gì, ở đó là ban đêm nó sẽ ra vùng hậu môn nó đẻ trứng. Nên bắt đầu là gì, em bé nó sẽ ngứa đít, được không ha? Nó sẽ ngứa đít các bạn, khi mà nó ngứa bắt đầu làm gì? Nó sẽ gãi. Nó gãi bắt đầu là sao ạ? Cái trứng giun nó sẽ dính vào ngón móng tay. Bắt đầu móng tay các bạn biết con đít rồi ha, chuyên gia ngậm tay. Nhưng mình đây nhiều người lớn nhiều khi ngậm tay nó như con nít, nó ngậm tay được không à? Mà tôi nói các bạn, đứa con nít nào cũng ngậm tay được không à? Tôi là dữ dằn lắm mà tôi quất nó hoài mà con tôi nó cũng không bỏ đó các bạn, được không nhé? Đừng có nói là những bà mẹ hiền ha, tức là hả, cứ tôi nói bạn quấn từ bé tới giờ đó, lâu lâu ha có cơn vẫn 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 ngậm tay đó các bạn. Có nhiều hơn các bạn biết không, nó chơi nguyên bàn tay vô này nè, không phải ngậm hai ngón đó nha, nó chơi nguyên bàn nó ngậm nè, rồi bắt đầu làm như là chết đói đó các bạn, làm như là nó ăn, như chết đói vậy đó.
bim bim các bạn, đang mùa dịch mà bim bim kiếm không được mà. Bắt đầu là gì ạ? Ăn bim bim xong đúng không? Bóc bim bim bắt đầu, các bạn biết là bóc bim bim sao là bắt đầu cái mấy cái muối á, nó chín là cái đầu ngón tay nè, bắt đầu nó làm cái gì? Liếm. Đưa tay lên liếm, các bạn thấy gớm không? Gớm kinh khủng. Được không ạ? À? Như vậy nếu trong trường hợp mà nhiễm dung kim thì sao? Liếm luôn trứng dung cái gì nữa. Được không ạ? À? Thì thôi bản thân nó bị rồi không nói, nhưng có những trường hợp là gì các bạn biết không? Hàng xóm bị. Nhiều khi con nít rồi các bạn chơi, hoặc là bạn cùng lớp nó bị, bắt đầu là chơi, chơi bắt đầu là gì? Con nít mà các bạn nó sẽ ôm nhau, nó hung nhau, nó làm đủ trò với nhau được không à? Đó rồi bắt đầu là gì, nó dính, nó đụng lên nhau đó bạn, như vậy trứng dung nó cũng sẽ dính lên tay, bắt đầu nó bút tay rồi sau đó là nhiễm. Nên là hiện tại bây giờ các bạn thấy là gì, ở trẻ em là chúng ta thấy khi mà nó đủ 12 tháng là chúng ta nên sử dụng cho em bé, sử dụng định kỳ cho em bé được không à? Để hạn chế những cái tình trạng, những cái bệnh lý mà nó có thể xảy ra do nhiễm dung. Rồi những yếu tố nguy cơ nào sẽ làm cho đứa trẻ dễ bị bệnh tiêu chảy? Đặc biệt đầu tiên đó là trẻ nhỏ hơn 2 tuổi. Được không ạ? À? Vì giống như cô nói tụi em á, tiêu chảy vì rất nhiều nguyên nhân, có thể là do ăn uống được các bạn. Thì cái trẻ từ 6 tháng cho tới 10 cho tới 2 tuổi là gì? Giai đoạn nó bắt đầu ăn dặm, tập ăn dặm. Mà cái giai đoạn các bạn biết không? Đó là tập. Tập là sao? Hệ tiêu hóa mới bắt đầu quen. Nên là sao? Nó sẽ ăn một số món nó sẽ bị đau bụng. Đúng không ạ? Nó ăn một số món sẽ bị đau bụng. Hoặc là cái giai đoạn này hệ tiêu hóa nó cũng chưa có hoàn chỉnh các bạn. Nên là nhiều đứa nó đi học á, nó ở trên trường nó hay bị tiêu chảy. Được không ạ? À? Nó đi học nó hay bị tiêu chảy tại vì cái đồ ăn ở trường nó chưa có quen các bạn. Được không ạ? À? Ở nhà mình cho ăn rất là vệ sinh, nhưng ở trường làm sao đảm bảo vệ sinh được các bạn? Nên các bạn có nghe người dân mình hay nói câu là ở dơ sống lâu không? Biết nói là gì không? Quen đó các bạn. Quen. Giờ thì chẳng hạn như bây giờ đúng không? Tôi cũng ăn cái quán bún bò đối diện trường các bạn, giả sử ha, chứ không biết trường các bạn có hay không à. Tôi cũng ăn cái quán bún bò đối diện ở trường các bạn, nhưng tôi về tôi không bị gì hết. Trong khi đó chẳng hạn như lớp mình, chẳng hạn như là bạn Quang nè, Trần Nhật Quang ở lớp điều dưỡng 10 nè, cũng ăn tô bún bò y chang như tôi luôn, nhưng bị Tào Tháo ký 3 ngày như các bạn ha. Đó, tôi giả sử như vậy đó, các bạn thấy không à, có khác, khác nhau không? Nhiều khi các bạn thấy không, cùng nguyên bên mình đi vô tiệm ăn giống nhau hết, tự nhiên có thằng đau bụng còn những thằng kia đâu bị gì. Cái hệ tiêu hóa tùy theo mỗi đứa nữa các bạn, được không ạ? Đó nên là em bé cũng vậy các bạn, nhưng là khi mà đi học á, nguyên ben học sinh không đứa nào bị tiêu chảy hết, riêng con mình bị các bạn ha. Đó nó tùy theo cái cơ địa của mỗi đứa nữa đó. Rồi gì đó, những đứa suy dưỡng thôi khỏi nói rồi, nó đã suy dưỡng đã ốm yếu rồi mà có thêm kèm thêm tiêu chảy ra là gì, cái tình trạng nó sẽ dễ nặng nề hơn mà nó dễ tử vong hơn. Chúng ta thấy tiêu chảy chết là bình thường đó các bạn, đặc biệt là người xưa được không ai cho, chẳng hạn như là bà cố ngoại của tôi nè các bạn, chết do tiêu chảy nè, có một đêm thôi các bạn. Nên ở người trẻ, ở em bé, ở người già và người suy giảm miễn dịch, họ rất sợ tiêu chảy các bạn. Tại vì sao? Khi tiêu chảy nó sẽ rối loạn nước và điện giải, và các bạn biết là rối loạn nước điện giải thì nó sẽ gây đến những nguy cơ, ví dụ trong trường hợp bị giảm kali các bạn, nó sẽ gây rung thấp được không à, nó sẽ dẫn tới là gì các bạn, nó ảnh hưởng tới tim và bệnh nhân họ sẽ ngừng tim, họ sẽ chết đó các bạn. À, được không? Mình thấy tiêu chảy đơn giản vậy nhưng mà chết đó các bạn. À, ngày tại vì ngày xưa là chưa có orezon. À, còn bây giờ nó có orezon rồi các bạn. Nên là tôi nói là trong nhà các bạn bây giờ là hãy luôn luôn có một cái orezon. Tiêu chảy một khắc là gì các bạn? Quất vô uống liền. Được chưa? Có vẻ là rất là cái đó rất là rẻ tiền mà nó sao ạ? À? Nó rất là đơn giản thôi. Được không à? Uống rất là dễ, rất là phổ cập nhưng mà nó sẽ giúp cứu mạng sống của chúng ta khi chúng ta bị tiêu chảy. Được không ha? Trước khi mà chuyển vào bệnh viện. Rồi những đứa trẻ sinh non hoặc là sinh yếu nó cũng dễ bị nữa các bạn. Do tập quán. Tập quán ví dụ như là gì? Không bú mẹ. Thì giống như cô nói các bạn đó, bú mẹ thì nó rất là ok, là ở chỗ là gì? Thứ nhất là sữa mẹ có kháng thể, cái thứ hai là con mà khát sữa cái là gì các bạn? Vạch cái bú ra, lau 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 chùi cái bú ra, bú cho miệng nó bú. Không cần phải hâm lắm rồi gì? Trong trường hợp nó bú không hết thì gì lo lắng. Còn trong trường hợp sữa ngoài sao? Phải lo lắng rất là nhiều. Được không ạ? À? Đó là gì? Rửa bình coi có sạch sẽ hay không? Rửa không sạch tiêu chảy, pha sữa có đúng nhiệt độ hay không, rồi sữa nó bú không hết rồi làm gì, tiếc tiếc bỏ tủ lạnh hôm sau hâm cho nó bú tiếp, nguy cơ nhiễm khuẩn hết luôn được không hòa. Nên họ có khuyến cáo lý do tại sao cho bú sữa mẹ là các bạn, là vậy các bạn được không? Các bạn thấy quảng cáo không, sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hòa. Đó họ thường hay quảng cáo như vậy mà các bạn. À, nên là chúng ta thấy là ăn dặm nó cách uống là zone sao cô. À uống rồi này em, lát nữa chúng ta sẽ học sau. Rồi mà lát chúng ta xuống sau, học sau các bạn. Được không ạ? À? Rồi, tiếp theo là gì? Cho ăn dặm quá sớm. Ăn dặm quá sớm các bạn, ăn dặm quá sớm đây là gì? Trước 4 tháng tuổi đó các bạn đã cho ăn dặm rồi, hệ tiêu hóa nó chưa hoàn thiện. Hoặc là gì nóng ruột quá. Tôi nói tùy đứa mà các bạn. Có những người nóng ruột quá các bạn. Chưa gì mới ăn dặm bắt đầu là cho nó ăn trứng gà, cho nó ăn thịt bò, cho nó ăn hải sản, cái gì nó không đau bụng.
Được không? Nên chúng ta đã học bài ăn dặm rồi, tôi đã nói rồi, được không? Chúng ta đừng nên nóng vội. Cái gì từ từ, theo lứa tuổi rồi từ từ hãy cho nó ăn. Được chưa các bạn ha? Mình đừng nóng vội. Ví dụ như hàu đi. Trời ơi, nghe mấy bà mẹ nó, trời ơi, hàu nó giàu dinh dưỡng lắm. À, đem về nấu cháo cho con ăn đi. À, tôi nấu cho con tôi ăn nè, đâu bị gì. Đó, bà nói vậy đó. Bắt đầu mình chơi mua hàu về nấu, trời ơi, con mình nó ăn, ăn vô sống tiêu chảy mấy ngày. Được chưa các bạn ha? Tùy theo mỗi đứa nữa các bạn. Nhưng mà những cái thực phẩm đó chúng ta hay nên đợi nó qua một tuổi hãy cho nó ăn. Được chưa các bạn ha? Hãy qua một tuổi hãy cho nó ăn. Như vậy thì nó sẽ ok hơn. Được chưa?